Lượng hoa Tết Quý Mão của làng hoa Sa Đéc Đồng Tháp đã tăng khoảng 50% diện tích gieo trồng so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, nông dân đã hoàn thành việc xuống giống khoảng 100 ha. Chủ yếu vẫn là hoa truyền thống địa phương như cúc mâm xôi khoảng 16 ha, hạnh khoảng 5 ha, hoa vạn thọ khoảng 30 ha, còn lại khoảng 50 ha cúc Đài Loan, cúc Pico và cúc trồng đất các loại. Theo Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, thị trường tiêu thụ hoa kiểng Tết năm nay chưa có dấu hiệu gì sôi động hơn so với mọi năm. Đa số sản lượng hoa kiểng đều có mối lái tiêu thụ ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thêm vào đó, diện tích canh tác hoa kiểng ở các địa phương Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành đang phát triển và sẽ có sự chia sẻ thị trường tiêu thụ với làng hoa Sa Đéc.